Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta vào cái bài tập số 2 của cái phần Language Focus, cũng là cái bài tập cuối cùng của phần Language Focus và cũng là kết thúc của cái Unit 3 tại đây luôn các bạn nhé. Unit 3 của tiếng Anh lớp 12 của chúng ta đó. Thế thì cái bài tập số 2 này á, cũng là một bài tập người ta kiểm tra mình cái kỹ năng dùng cái câu gián tiếp đó các bạn. Và trong cái bài tập số 1 mình cũng đã làm, giúp các bạn làm xong hết rồi. Và mình cũng đã có đề cập sơ bộ qua những cái cơ bản, những cái nét rất là quan trọng của câu gián tiếp rồi. Thì nếu các bạn nào vẫn chưa hiểu, nếu các bạn nào cần hiểu thêm thì các bạn có thể hỏi và mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn nắm chắc nha. Rồi, để được như vậy thì để các bạn đón nhận nhiều cái video bài học của mình thì mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận và mình sẽ có thêm nhiều niềm vui. Bởi vì trong quá trình mình làm á thì mình sẽ có rất là nhiều cái video về ôn luyện cho các bạn, rồi hướng dẫn luyện giải đề thi, đề kiểm tra cho các bạn. Cho nên các bạn đăng ký kênh thì các bạn sẽ không có bỏ lỡ nhiều cái video của các bạn ha. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và trong cái bài tập số 2 ngày hôm nay á, như ban đầu mình đề cập các bạn á, là nói về câu gián tiếp rất là hay. Vậy thì bây giờ mình xem người ta đề nghị mình làm gì nào. Đây, người ta xem này, người ta nói này, bạn Lan đang giận dữ, đang nổi giận với bạn Tùng. Bạn Tuấn cố gắng giúp đỡ họ trở lại với nhau á, đại loại là hòa thuận lại với nhau đó. Và nói chuyện với bạn Lan về bạn Tùng và đọc cái mẫu hội thoại và hoàn thành cái đoạn hội thoại giữa bạn Tuấn đã làm với bạn Tùng. Rồi, vậy thì sao? Cái chỗ này nè, bạn Tuấn, bạn nói chuyện với bạn Lan về những gì bạn Tùng đã nói với mình á. Đó, các bạn hình dung được chưa? Rồi, sau đó bạn Tuấn sẽ quay trở lại nói chuyện với bạn Tùng về những gì bạn Tuấn đã nói về cái nội dung nói chuyện với bạn Lan. Đó, như vậy là mình sẽ nói chung cái hai cái trong cái mối quan hệ ba người này, thì các bạn hình dung cái ý đồ của người ta muốn mình viết không? Muốn mình làm không? Có nghĩa là giữa bạn Lan và bạn Tùng á là giận dỗi nhau, đúng không? Thế thì bạn Tuấn là người trung gian. Đó, bạn Tuấn sẽ nói chuyện với bạn Lan rồi sau đó bạn Tuấn nói chuyện với bạn Tùng. Vậy thôi. Thì cụ thể chúng ta sẽ xem họ nói như thế nào. Rồi, bây giờ bạn Tuấn là người trung gian. Trước tiên bạn nói chuyện với bạn Lan như thế nào nha. Rồi sau đó bạn Tuấn lại tiếp tục nói với bạn Tùng. Ok. Rồi, cái việc của chúng ta là làm cái những cái chỗ còn lại, những cái chỗ còn trống giữa cái mẫu hội thoại thứ hai đó, giữa bạn Tuấn với bạn Tùng đó. Và trước khi có cái đoạn hội thoại thứ hai thì đương nhiên phải có đoạn hội thoại thứ nhất để chúng ta hiểu được nha. Rồi bạn Tuấn nói với bạn Lan này. Lan ơi, bạn Tùng đã nói với tôi, đã hỏi tôi là, đã yêu cầu tôi là nói chuyện với bạn. Đó, bạn Tùng nhờ tôi nói chuyện với bạn Lan á. Cái bạn Lan trả lời sao? Bạn Lan trả lời là tôi không muốn nói chuyện với bạn Tùng nữa. Tôi không còn muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Cái bạn Tuấn nói này, ô nhìn này Lan, bạn Tùng thật sự rất là buồn. Bạn Tùng thật sự rất là buồn. Bạn Lan bảo là tôi cũng buồn vậy, tớ cũng buồn vậy. Rồi bạn Tuấn nói là bạn cho phép mình nói chuyện với bạn về cái khía cạnh câu chuyện của anh ấy, là của anh Tùng á, của bạn Tùng á các bạn nha. Đó, có nghĩa là bạn cho phép mình giải thích giùm á, giải thích giùm bạn Tùng, nhờ bạn Tuấn giải thích giùm bạn Lan á, cho để bạn Lan hiểu bạn Tùng á, ý là thế. Đây, cái khía câu chuyện của anh ấy, có nghĩa là nhờ bạn Tuấn giải thích giùm đó, giải thích giùm cái trường hợp của bạn Tùng như thế nào đó. Đó, nhờ bạn Tuấn giải thích giùm. Cái bắt đầu là bạn Lan trả lời này, tôi không quan tâm. Đó, tôi không quan tâm nữa. Và anh ấy đã hứa với tôi là đi xem phim nhưng anh ta đã không quay trở lại và tôi không muốn nhìn anh ta một lần nữa. Cái bạn Tuấn nói là nhưng mà Lan ơi, cái xe máy của các bạn Tùng là nó bị hư. Đó, xe máy của ta bị hư mà. Rồi, bắt đầu là cái bà là bạn Lan nói này, thế thì anh ấy có một cái điện thoại mà, chẳng phải anh ta có một cái điện thoại à? Chẳng có điện thoại mà sao không gọi, ý thế đó. Rồi, cái bạn Tuấn mới giải thích này, nhưng đó mới là cái vấn đề đó các bạn. Đó chính là vấn đề. Nhưng đó chính là vấn đề. Bạn Tùng này, là anh ta đó, anh ta đã cố gắng gọi điện cho bạn nhiều lần nhưng anh ta không thể liên lạc được, không thể kết nối được các bạn, không thể kết nối được máy đó. Rồi,
Cái bạn Lan trả lời là tôi không tin là anh ta đã gọi cho tôi. Đó, tôi không tin. Thế là bạn Tuấn trả lời là vâng, không, nhưng mà anh ta đã làm mà. Anh ta đã đến nhà của tớ. Rồi bạn tin tớ chứ, bạn tin mình chứ. Rồi sau khi giải thích kỹ như vậy là cái bạn Lan nói sao? Rồi ok, tôi sẽ nói chuyện với anh ta sau đây tôi, lát sau tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Và bây giờ tôi phải đi. Nếu không đi bây giờ thì tôi có thể sẽ trễ học đó, đi học muộn đó. Rồi, bạn Tuấn trả lời là ồ, cảm ơn bạn Lan rất là nhiều. Bạn Tùng sẽ rất là hạnh phúc, sẽ thật sự hạnh phúc khi biết rằng là bạn đã tha thứ cho anh ta. Đó, như vậy là cái đoạn hội thoại này các bạn hiểu rồi đúng không? Nắm chắc cái đoạn hội thoại giữa bạn Tuấn với bạn Lan này để chúng ta sẽ hoàn thành cái đoạn hội thoại giữa bạn Tuấn với bạn Tùng này. Đó, sau đó bạn Tuấn sẽ quay trở lại nói chuyện với bạn Tùng như thế nào. Bây giờ các bạn xem đây. Rồi, bạn Tùng gặp bạn Tuấn, bạn Tùng hỏi ngay liền. Ồ, cô ấy đã nói gì vậy? Cô ấy đã nói gì vậy? Bạn Tuấn trả lời, à, cô ta nói rằng cô ta không muốn nói chuyện với bạn nữa. Đó. Các bạn nhớ, đây là câu người ta làm cho mình rồi. Nhớ cái cách người ta dùng nha. Cái trong câu trực tiếp của bạn Lan nói là bạn Lan không muốn nói chuyện với bạn Tùng nữa. Thì bạn Tuấn thuật lại lời bạn Lan thì lui lại thì nè. Đó, và đổi chủ ngữ nè, các bạn thấy chưa? Đó, và đổi ngôi luôn á, đổi chủ ngữ, đổi tân ngữ, đổi hết. Bởi vì trực tiếp gián tiếp nó khác hoàn toàn. Chúng ta phải đổi, được chưa? Đó, là cô ấy không muốn nói chuyện với bạn nữa. Câu trực tiếp là tôi không muốn nói chuyện với anh ta. Đó, nhưng chuyển sang gián tiếp là cô ấy không muốn nói chuyện với bạn nữa. Các bạn thấy chưa? Rất là ngại nha, câu gián tiếp rất là hay nha. Rồi, bây giờ chúng ta xem bạn Tùng nói sao. Wow, thế thì cô ấy đã nói gì khi bạn nói với cô ta rằng là tớ rất là buồn? À, thế thì bạn Tuấn kể lại cho bạn Tùng nghe thế này. Cô ta nói rằng cô ta cũng buồn. Đó, các bạn thấy chưa? Thế thì cô ta cũng buồn lúc này là was upset. Đó, upset. Đó, các bạn nhớ nha. Was upset thì lúc này đầu lui lại thì này, các bạn thấy lui lại thì chưa? Đó, hiện tại đó cái đổi ngôi này, đó đổi ngôi. Ok, rất dễ nha. Vì vậy, đó, cô ta nói rằng cô ta cũng buồn. Vì vậy, tôi bảo cô ta, tôi yêu cầu cô ta là cho phép tôi nói với cô ta về cái phía câu chuyện của bạn này. Cái phía câu chuyện của bạn, đó, cái phía câu chuyện của bạn, có nghĩa là những lời giải thích của bạn. À. Đây, đó các bạn nhớ, nhớ đổi lại hết này. Và cô ta nói rằng cô ta như thế nào? Cô ta không quan tâm, đúng không? Trong cái hội thoại giữa bạn Tuấn với bạn Lan, cô ta bảo cô ta không quan tâm. Thế thì cô ta không quan tâm, đùa lùi lại thì tiếp. Lùi thì là hiện tại thành quá khứ này, was not, rồi, interested. Đó, cô ta không quan tâm. Đó, bởi vì sao các bạn? Bởi vì bạn đã hứa đến rạp chiếu phim đúng không nào? Bạn đã hứa đến rạp chiếu phim nhưng bạn đã không, đúng không? Thế thì cái việc hứa đến rạp chiếu phim thì là quá khứ rồi. Thế thì chúng ta thuật lại câu gián tiếp thì chúng ta lùi lại một thì là thành quá khứ hoàn thành. Thế thì quá khứ hoàn thành là had promised. Đó. Đó, promised, hứa nha các bạn nha. Cái chữ hứa bên này có rồi nè. Đây, bạn đã hứa nè. Đó các bạn thấy chưa? Nhìn đây. Là quá khứ này, đó là hứa quá khứ này. Thì tên lùi lại là thành, lùi lại một thì là thành quá khứ hoàn thành, đúng nào? Đây là hứa này, đó to go to cinema. Đó bạn này, đây này, hứa này to go to the cinema, đó go to the cinema nha. Đó, đây thêm chữ the các bạn nhá, mình quên chữ the ra đó. Ok, các bạn hiểu được chỗ này không? Đó, như vậy là bạn hứa, bởi vì nè, bạn hứa đến đi xem phim nhưng bạn đã sao? Bạn đã không, đúng không? Bạn đã không cũng đã trong câu trực tiếp là quá khứ luôn. Đấy, bạn đã không này bạn này. Đây, nhưng bạn đã không này. Đó, quá khứ thì ta lùi lại. Thì ta lùi lại. Tôi lùi lại là gì? Là thành quá khứ hoàn thành. Thế thì vị trí số 5 này là had not là gì nữa các bạn? Turned up ed nha, up đó, nhớ ed nha các bạn nha. Đây chữ turn này đây các bạn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi thêm ed vào nha, thêm ed vào chữ turn này. Rồi đó, cái câu này các bạn nắm được rồi nào, đúng nào? Rồi cô ta nói rồi nha, cái chỗ này mình dịch chỗ này cho các bạn nắm được rồi này nha.
Cô ta bảo rằng là quên, tôi bảo cô ta cho phép tôi lý giải của bạn, nhưng cô ta nói rằng cô ta không quan tâm bởi vì bạn đã không giữ lời hứa. Quên, bạn đã hứa đi đến xem phim nhưng bạn đã không quay trở lại. Cô ta nói rằng cô ta như thế nào bạn? Không muốn gặp bạn. Đó, không muốn gặp bạn hiện tại thì lùi lại thành quá khứ là did not gì các bạn? Want to gì các bạn? To see you. Đó, see you again. Đó, các bạn nắm được chỗ này chưa? Lùi thì đổi ngôi, đổi chủ ngữ, đổi tân ngữ, đổi hết. Đó, các bạn thấy chưa? Đổi lại hết. Ok. Rồi, sau đó bạn Tùng mới hỏi bạn Tuấn. Bạn Tùng nói tiếp tục này. Đây, bạn Tùng nói điều gì nào các bạn? Đây, bạn Tùng nhìn đây. Rồi, bạn Tùng nói là thế bạn có lý giải về trường hợp cái chiếc xe máy của mình không? Đó, thì bạn Tùng nói sao? Vâng, mình có lý giải. Nhưng cô ta rất là gì các bạn? Rất mỉa mai đó các bạn. Cái từ này là từ sarcastic. Sarcastic này là mỉa mai, sarcastic là mỉa mai. Nhưng cô ta có vẻ là rất là mỉa mai. Cô ta có vẻ giống như là không quan tâm và đại loại là nghi ngờ đó, không nghĩ đó là sự thật đó, ý là thế. Cô ta nói rằng cô ta không tin bạn đã gọi điện cho cô ta. Đó, các bạn thấy chưa? Sau đó tôi nói với cô ta rằng là bạn đã có gọi điện, đã thử nhiều lần rồi, gọi nhiều lần rồi nhưng không thể liên lạc được với cô ta. Nhưng cô ta nói là sao? Đây, số 7. Cô ta nói rằng là cô ta không tin bạn đã thử gọi đó. Cô ta không tin. Si sao? Cô ta nói rằng sao? Cô ta không tin đúng nào? Đây, số 7 này. Đây, cô ta nói rằng sao? Didn't believe. Cô ta nói là cô ta she did not. Đó. Không tin đúng không? À, không tin thì believe. Đây, các bạn đấy này. Các bạn đấy là câu trực tiếp của người ta là gì? Đây, câu trực tiếp của người ta là cô ta không tin này. Đây, cô ta không tin này. Cô ta không tin là anh ấy, là bạn á, là Tùng á đã gọi đó, được chưa? Vậy là chỗ đây là hiện tại, được chưa? Thì chỗ này là quá khứ, thì lùi lại khi chuyển sang gián tiếp thì chỗ này đã là quá khứ, thì chỗ này phải là quá khứ hoàn thành. Đây, cô ta không tin, được chưa? Đây, số 7 này các bạn này. Believe, did not believe. Đó, giữ nguyên nhá, bởi vì đã có did rồi. Đây, chữ believe này các bạn nè. Đó, chữ thầy hơi không được đẹp cho nên thầy cho các bạn xem kỹ. You, đi nữa. Đây, chỗ này nha. You. Đây, các bạn nhìn nè. You, rồi lùi lại. Hồi nãy chúng ta thấy là bạn đã thử gọi là nha. Cô ta không tin bạn gọi thì chỗ này phải lùi lại là thành quá khứ thành đúng không nào? Đây, you gì? You had. Had gì các bạn? You had tried. Đó. Đó, các bạn nhớ nha. Cái chỗ này là một câu, nếu mà các bạn không để ý được, các bạn không làm được liền, các bạn dễ lộn lắm. Nhớ, cứ lùi thì cho mình. Đó, rồi, sau đó tôi nói với cô ta rằng sao? Bạn đã, đó, quá khứ hoàn thành các bạn thấy chưa? Bạn đã đến nhà của tôi đó, đồng thời đến nhà của tôi và đã yêu cầu rằng liệu và tôi đã nói với cô ta rằng là nếu cô ta tin tôi, liệu cô ta có tin tôi hay không á, chứ không phải là nói. Có nghĩa là bạn đã đến nhà tôi và sau đó tôi nói với cô ta rằng là liệu bạn có tin mình không? Đó, sau đó cô ta mới tin mình đó, ý là liệu cô ta có tin mình không? Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, cô ta nói ok và cô ta nói như thế nào? À, cô ta sẽ nói là sao các bạn? Cô ta sẽ nói chuyện với bạn sau đó đúng không nào? Rồi, cái trong câu mẫu là will cộng với động từ nguyên mẫu này các bạn này. Will cộng động từ nguyên mẫu này thì sang gián tiếp là sao? Là would cộng động từ nguyên mẫu. Vậy thì số 8 này sẽ là she would. Đó. She would gì nữa? She would talk to you. Đây là talk. Đó, là talk to. Rồi các bạn, mình viết cho chúng này tí các bạn nha. To you later. Đó, các bạn thấy chưa? To nhá, chỗ này to đây nè. Talk to you later nè. Talk to him thì trở thành là to you. Đó các bạn nha. Ok. Rồi, đó thì câu vị trí số 8 là như vậy. Bây giờ đến vị trí số 9. Sau đó cô ta nói như thế nào? Cô ta phải đi, nếu không cô ta sẽ bị muộn học đúng không nào? Đó, rồi cô ta phải đi. Rồi, she said she had to. She had to. Hiện tại thì trở lại quá khứ vậy thôi. Đây, had quá khứ nè. Had to go. Rồi,
otherwise, đây, này, cô ta phải đi. Otherwise, thì lúc này ai thì trở thành gì? Ai thì trở thành she, rồi will này trở thành would, rồi be late for school, đúng không nào? Rồi, chỗ này là otherwise, rồi các bạn viết xuống đây nhé các bạn nha. Đây, thôi mình, chữ này nó người ta chừa cái chỗ trống ngắn quá cho nên mình không viết được. Rồi thôi mình viết chỗ này, các bạn tiếp tục xuống dưới này nha các bạn nha. Otherwise, đây. Đây, to go otherwise, otherwise. Đó. She, đúng nào? Ai là thành she đúng không? She would. Đó, she would be late for school. Late, chừa cái chỗ này lại các bạn nha. Late for school, chữ E nha. For school. Đó. Rồi các bạn hiểu được cái chỗ này không? Đây này. Đây mình chính xác này này. Đây. Otherwise she would be late for school. Đó, các bạn thấy được, hiểu được chỗ đó rồi gì? Đó, đây là mình thực lại lời cô ta. Rồi sau đó là sao? Sau đó là bạn Tuấn, bạn Tùng nói sao? Ô, mình cảm ơn nha, cảm ơn Tuấn. Mình thực sự nợ bạn một ân huệ đó. Rồi, các bạn Tuấn trả lời là ô, that's alright, không có vấn đề gì cả. Đó, được rồi, được rồi. Đó, như vậy là cái bài tập số 2 này rất là hay. Và mình trình bày ở phía dưới này nó hơi nó không được rõ lắm, các bạn thông cảm cho mình nha. Nó chừa cái đoạn ngắn quá, người ta chừa ngắn quá cho nên mình viết ra. Mặc dù câu dài nhưng họ chừa ngắn quá cho nên các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta cũng đã kết thúc cái bài tập số 2 tại đây. Và cũng đã kết thúc cái unit 3 của chúng ta. Rồi, hy vọng các bạn thích các video này. Các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta sẽ đón nhận những video tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.